Алло. Алло. А, добрый вечер. Да. Ну что, чем ты занят был? Ты чем занят был? À, câu hỏi đó là gì nào? Nhé. Tác. À, câu hỏi đó có nghĩa là em có nghe thấy không? Dạ có. À, câu này có nghĩa là tươi cho em tờ giá nhất bưởng. Tức là em bận cái gì đúng không? À, hay quá, câu này hay quá nhỉ. À, đây đây Tươi đây. cho em. À, đấy. À, tươi Tú. cho em tờ giá nhất bưởng. À, chúng ta có tính từ ngắn đuôi gia nhật. Gia nhật là Này. bận đấy. À, bận Bận. gia nhật. Gia Đi gia nhật. gì? Gia gia nhật. Gia gia nhật đấy. Gia gia nhật là tôi bận. À, tôi bận. Hoặc là phụ nữ thì là gì? Anna à, Janyata, Anna Họ. Janyata, mới gia nhật tỷ, mới gia nhật tỷ. À, À, gia biến nhật đổi theo đấy. Đấy. chủ Đã, biến đổi theo giống đấy, biến đổi theo giống. À, gia gia nhật hay ôn gia nhật đấy, gia gia nhật hay là ôn ôn gia nhật. À, đó là danh từ giống được đấy. À. tôi bận họp một gấp công ty nhỉ. Đã, gia gia nhật sabranyem, gia gia nhật sabranyem, sabranyem đấy. Gia gia nhật sabranyem Sabrani. đấy. À, firme. À, v firme hoặc là firme. À, firma là công ty. Sabrani. À, À, firma. sabra đà firma là công ty. Sabra nhé là là cuộc họp. À, sau gia nhật thì người ta dùng ở cách năm cho nên thành là sabra nhiem. À, sau sau cái danh từ cuộc họp là cái cuộc họp của công ty thì nó lại ở đây là cách hai đấy. À, đây là cách năm, đây là cách hai đấy. Đó, cách Giời, hai nó chỉ này. sự sở hữu. Đấy. Cái nghe hai nghe nghe thấy là hoảng rồi đúng không? À, thấy cái các cách liên tục. À, thế như vậy là thì à, em mới thấy là gì nào, trong tiếng Anh rất là chặt chẽ, à, cực kỳ chặt chẽ luôn đó. À, mỗi một từ nó ở một cái cách khác nhau và cái cách đó nó có cái ý nghĩa của nó, cho nên là em nói lộn ngược lộn xuôi đều hiểu được hết đấy. Em muốn nói kiểu gì nói, nhưng mà cái danh từ đó nó ở cách nào thì nó cho cái người nói người nghe người ta biết rằng là à, cái nội dung ý nghĩa của nó như thế nó không thay đổi, em có đảo từ đi như thế nào nó cũng không thay đổi đấy, em hiểu chưa? Đó, cho nên nó hay hay ở chỗ đó đấy. À, vượt tạc tiếng Nga nó cực kỳ là chặt chẽ ở cách chỗ đó, vượt tạc. cách năm cách hai À, à, chúng ta có sa từ sabra nhé, brai đấy. À, sabra nhé. À, sabra nhé là cuộc họp đấy, sabra nhé cuộc họp, và đây brai là danh từ giống chung đấy, giống chung là giống chung nó gọi sret nhi rột. À, đó là danh từ giống chung, chữ viết tắt của danh từ giống chung sret nhi rột đấy. À, chỗ này nó viết là mình sẽ viết là cho bạn là sret nhi rột đó là giống chung đấy. S. Và chúng ta có từ firma. Firma là công ty đấy, công ty. À, firma là công ty. À, đó, công ty là một danh từ giống cái đấy. Nếu như là cái công ty của em nó lớn thì nó là campagna, campagna, campagna. À, Tổng ty à, là cái công ty lớn đấy. Campagna cũng là công ty nhưng mà công ty nó lớn thì gọi là campagna đấy. Đó, cam firma là một cái công ty nhỏ đấy, chỉ là cái dạng công ty trách nhiệm hữu hạn. À, chỉ có một ông giám đốc này, còn lại và một cô thư ký này, một bà làm cái gọi toán là kế toán thế là kế hết đấy. Thậm chí còn cái công ty nhỏ ấy, công ty trách nhiệm hữu hạn ấy thì nó còn không có cả kế toán đúng không? Đấy, chỉ có kế toán thỉnh thoảng là tháng người ta đến một lần làm cái tổng hợp thế thôi đấy. Đó. À, thế cho nên là nếu công ty lớn như dạng như công ty của em thì có thể gọi là campagna nhỉ, đấy, campagna. em lớn Đấy. này campanya À, campagna đấy, công ty lớn đấy. campanya À, công ty lớn thì nó sao, nó có nhiều ban bệ đấy. À, nó có phòng nọ. campanya gần gần giống như family À, của tiếng đây, Anh đúng rồi, nó có company đấy. À, chính là cái từ company đấy. Đó. không À, thế là cái công ty lớn thông thường nó có nhiều ban bệ đấy. À, nhiều ban bệ khác nhau thì gọi campanya là campagna. Thế còn công ty nhỏ thì là firma đấy. Đó. yeah. À, nó vô ta khá. À, như vậy là chúng ta học thêm được cái từ gì đó, gia nhập đấy, yeah, gia nhập. À, cái gia nhập đó là gì? Đó là xuất phát từ cái tính từ gia nhập tùy. Gia nhập tùy. Gia nhập tùy là bận rộn đấy, một người bận rộn. Ví dụ nói tôi là một người bận rộn. Gia nhập tùy chia là việc đấy. Nhật Chia tươi là
việc, yết ra nhà tùy chơi việc. À đó, tôi là một người bận rộn đấy đó. À nó vẫn à, hoặc là nếu mà người phụ nữ chẳng hạn ăn á ochin, à ochin ra nhặt tay à đấy, ăn á ochin giật ra nhặt tay à đấy, à ăn á ochin ra nhặt tay là cô ấy luôn luôn bận rộn đấy, cô ấy luôn luôn bận rộn đó. Thế còn à, à cũng chính từ đây nó mới cấu tạo nên cái tính từ ngắn đuôi là ra nhặt, ra nhặt. À đó là cái cách sử dụng tính từ ngắn đuôi ở trong tiếng Nga đấy. À đó, người ta có thể bỏ cái đuôi ui, đuôi aya này đi, nó bỏ cái đuôi này đi đấy, à nó còn cái gốc ra nhặt đó, thì lúc đó nó sẽ sử dụng như một vị ngữ. À ôn ra nhặt, ôn ra nhặt đấy. À ăn ná ra nhất ta, ăn ná ra nhất ta đấy đó. Thế và cái hành động, à cái ý nghĩa mà nó được chỉ bằng cái tính từ ngắn đuôi này này, nó chỉ cái hành động xảy ra tức thời trong cái thời điểm đó đấy đó. À ví dụ nó nói ia ra nhật từ chờ việc ra nhật từ, à thì chúng ta dùng tính từ đầy đủ. À dùng tính từ đầy đủ thì ý nghĩa của nó là nó chỉ rằng là cái việc bận rộn của mình nó xảy ra thường xuyên đấy. Thế còn nếu nói ia ra nhật ta, à ia ra nhật ta hoặc là ia ra nhật thì nó chỉ cái hành động chỉ xảy ra tức thời vào cái thời điểm đó thôi. À lúc đó là tôi đang bận, nhưng có thể những lúc khác là tôi hoàn toàn là người rỗi rãi đấy đó. Thế còn nếu nói ia ra nhật từ thì là gì, tôi là một cái người rất bận rộn đấy đó, đại khái là như vậy. À đó là cái ý nghĩa của việc sử dụng động từ, à tính từ đầy đủ và tính từ ngắn đuôi. Tính từ ngắn đuôi nó chỉ cái ý nghĩa xảy ra tức thời trong thời điểm đó. Thế còn tính từ đầy đủ nó chỉ cái ý nghĩa mà xảy ra thường xuyên. Đó. Tác vụt. À ấy tức khắc rất cho. Đó. À thì vừa rồi là chúng ta đã tham khảo thêm một vài cái ý nghĩa của tính từ. Tính từ ngắn đuôi bận rộn. Tạc, à bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học sang bài mới của chúng ta ngày hôm nay. À chúng ta sẽ để cái phần bài hôm trước đấy. À, hôm trước chúng ta có cái bài hôm trước với lại cái bài đọc, cái bài đọc Saint Petersburg đấy, Saint Petersburg. Chúng ta sẽ để lại một chút. À bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo thêm một vài cái nội dung ngữ pháp mới. Tạc, à cái nội dung ngữ pháp mới của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta sẽ học à cái câu hỏi ca cùi. Ca cùi nè, ca cùi ở đây chúng ta nhìn thấy có cái đuôi ôi giống cái đuôi tính từ đấy, rất giống cái đuôi tính từ. À và đồng thời cũng có nghĩa là cái câu hỏi ca cùi là câu hỏi về tính từ, câu hỏi về tính chất. À câu hỏi về tính chất có nghĩa là như thế nào. À câu hỏi nghĩa là như thế nào đấy đó. Ca cùi, ví dụ người ta có thể hỏi ca cùi đồm, ngôi nhà như thế nào. À ca cai ma sườn na, cái xe ô tô như thế nào. Kakoya kriesla, cái ghế bành nó như thế nào đấy đó. À thế có nghĩa là gì nào. À đó là nó hỏi về tính chất của sự vật hiện tượng đấy, cũng như là con người đó. À thế thì chúng ta có từ ryukzak. Ryukzak là gì, là cái ba lô đúng không ạ. Ryukzak đấy. Mashina là cái ô tô đấy. Kriesla và bên này chúng ta có từ mashini. À thế vì bốn cột này nó khác nhau cái gì. À trước hết là ở đây có hỏi các cối là dành cho các danh từ giống đực, các cài á là danh từ giống cái, à các cối ấy là đi với các danh từ giống chung, và các ki đi với các danh từ số nhiều đấy đó đó. À thế vì bây giờ nói các cối chúng ta có thể là hỏi như thế nào. Các cối đồm đấy. À các cối đồm, à đúng không nào. Các cối dồn, ví dụ vậy đấy. Các cối dồn, à các cối màn chích là cậu bé đấy. Các cối màn chích, à đúng không đấy đó. Các cối màn chích đó. Thế vậy thì đây là chúng là lấy ba cái ví dụ, đó là danh từ giống đực. À đó, thế để trả lời cho câu hỏi các cối, nghĩa là bây giờ hỏi các cối đồm ngôi nhà như thế nào, các cối dồn à là cái ô như thế nào, các cối màn chích là cậu bé như thế nào đấy đó. Thế để trả lời thì người ta dùng tính từ. Trả lời cho câu hỏi các côi, người ta sẽ dùng tính từ. Chúng ta có tính từ novy đấy. Novy là mới. À các côi đồm, novy đồm. Các côi đồm, balshoy đồm. Balshoy đồm. À ngôi nhà như thế nào, ngôi nhà mới này, ngôi nhà to này đấy. Các côi đồm, sinyi đồm. À ngôi nhà màu xanh này đấy. Ngôi nhà màu xanh. Tạ các côi đồm, sinyi đồm. À thế bây giờ hỏi các cối dồn,
cái ô như thế nào? Các cúi dồn. Các cúi dồn, nó bui dồn. Nó bui dồn. Bàn xôi dồn, đấy. À. Hoặc là xí nhi dồn, đấy. À, xí nhi. Xí nhi dồn, đấy. À, thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái từ xí nhi dồn. Xí nhi dồn, nó sẽ, chúng ta sẽ có kết quả gì nào? À, chúng ta nói xí nhi dồn, đấy. À, chúng ta sẽ nhìn thấy những cái ô màu màu xanh đấy. Đó, màu xanh dương đấy. À, vốt. Vốt thì xí nhi dồn, đấy. Xí nhi dồn. Đó, đó, đúng chưa? Đó, vậy thì đây là, à, nó là cái kết quả của cái từ, cái tính từ đấy, cái tính từ mà chúng ta ghép vào. Xí nhi dồn. À, thế bây giờ chúng ta sẽ không phải xí nhi dồn, thì xí nhi đôn thì sao? Một ngôi nhà màu xanh thì sao? Đó, chúng ta sẽ có những ngôi nhà màu xanh đấy, màu xanh dương. À, vượt vít đấy. Ở đây ta xí nhi đôn. Xí nhi đôn. À, vậy là đấy. Đó. À, ta nhìn vượt. Cái ô, nhìn em lại nghĩ mãi ra cái từ nhiều màu sắc này rất. À, разна свет này đấy. À, chúng ta có từ разна свет này. Разна свет này дом. Разна свет này дом. À, ngôi nhà nhiều màu sắc này. Đó, ngôi nhà nhiều màu sắc. Đúng không nào? À, thế bây giờ chúng ta sẽ lấy cái ô nhiều màu sắc. Zone. Đấy. Cái ô nhiều màu sắc. Разна свет này дом. À, вот видишь. Разна свет này дом. Đấy. À, đó. Thế vậy thì, à, qua đây chúng ta thấy là gì nào? Những cái tính từ này chúng ta ghép vào danh từ đấy. À, thì nó sẽ cho cái kết quả là chỉ cái tính chất của cái sự vật, à, của cái hiện tượng nào đó đấy. À, đó. Bây giờ magic, magic thì sẽ như là какой magic, cậu bé như thế nào đấy, cậu bé như là bàn xoay magic. À, cậu bé to lớn đấy, một cậu bé to lớn. À, thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái từ cậu bé to lớn xem chúng ta sẽ có cái kết quả như nào nào. Chúng ta sẽ có từ bàn xoay magic, bàn xoay magic, ta khá sâu. À, đó. Thế vậy thì đó là đối với các danh từ giống đực. Thì chúng ta sẽ xem các danh từ giống cái. Какая машина? Какая машина? À, thì nó sẽ như thế nào? Так. À, так. Chúng ta sẽ lưu ý ở đây. Tí nữa chúng ta sẽ bỏ xóa bỏ cái hình em bé đi. Không có là, à, đưa vào trong bài. À, đưa vào trong bài là không được đấy. À, хорошо. Chúng ta sẽ có từ какая. Какая машина? Какая машина? Đấy. Đó. Какая машина? Đó là gì nào? À, là cái ô tô như thế nào đấy? Chúng ta cũng có thể trả lời là gì? Новая машина, ô tô mới này. Большая машина, đấy. Hoặc là синяя машина, đấy. Синяя машина, синяя машина. Chúng ta sẽ lấy cái hình синяя машина. Синяя машина. Синяя машина. À, đó, chúng ta sẽ có cái ô tô màu xanh dương này đấy. Đó, синяя машина. À, đó. À, так. À, trong tiếng Việt chúng ta đều là sử dụng là màu xanh đấy, màu xanh. Màu xanh thì, à, chúng ta phân biệt ra màu xanh lá mạ, màu xanh nước biển, màu xanh da trời vân vân đấy. Đó. À, thế còn trong tiếng Nga thì rất rõ ràng. À, xanh nước biển là gì? Là синий đấy, синий. Màu xanh, à, màu xanh lá cây là gì? Зелёный đấy, vân vân vân. Đấy, đại khái là như thế, người ta có những cái sắc màu như thế, phân biệt rõ ràng. Tác vụt. À, thế bây giờ chúng ta sẽ có, à, từ машина là danh từ giống cái, bây giờ chúng ta sẽ lấy một vài cái, à, danh từ khác mà nó là danh từ giống cái. Chúng ta sẽ có danh từ gì nào? Комната. Đấy. Комната. Книга. Đấy. Đó. Yeah. Nghĩ thêm một từ gì nữa nào? Ложка. Ложка là cái thìa đấy. À, đó. À, thú vị, thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái thìa màu xanh nó sẽ như thế nào. Синяя ложка. Một cái sự kết hợp rất là, à, đó, yes, такая синяя ложка đấy, đó, à, nó cho mình cái thìa bằng nhựa đấy, đó, nó bất tạc của, à, em nói sao? Chỉ có thìa bằng nhựa thì mới làm được màu xanh. Đây, я мы сразу не додумали, да? А думаем, что не может быть синяя ложка, да? А не может быть, так, синяя ложка есть. Так вот, хорошо. Thế như vậy là gì? À, đây là những cái danh từ giống cái mà chúng ta có thể sử dụng với câu hỏi là gì nào? À, câu hỏi của chúng ta là câu hỏi какая, какая комната, какая книга, какая ложка. Đấy, đó. Thế vậy thì, à, em thấy là gì nào? Khi mà chúng ta muốn hỏi, à, một cái gì đó như thế nào, thì cái điều đầu tiên, cái bộ não của chúng ta, à, nó phải đi trước một chút để nó xem là cái danh từ đó là giống nào đấy. Sau đó thì nó sẽ chỉ đạo cho mình biết là sử dụng. Lúc đó là cái câu hỏi gì? Какой hay là какая hay là какое hay là какие đấy. À, đúng không nào? Đúng không? Đấy. Có phải vậy không? Thế vậy thì chúng ta thấy rằng là gì nào?
cái người Nga ấy, người ta nói khi người ta nói tiếng Nga ấy, là cái bộ não người ta hoạt động mạnh hơn so với người Việt chúng ta. Đấy, người Việt chúng ta là nói tuần tự, đúng không? Nói tuần tự, chữ nọ đến chữ kia, nhưng mà người ta nói lộn ngược lộn xuôi. À, có khi là một cái câu nó rất dài từ đầu đến cuối này, cái danh từ đứng tận cuối cơ. Đây, thế vậy thì người ta đã biết trước là cái danh từ đó là danh từ giống gì, và người ta biến đổi một loạt những cái từ loại đi theo cái danh từ đó là sang đúng là cái giống của đó đấy, giống đực, giống cái hoặc giống chung đấy. Đó. Thế vậy thì là gì? Chúng ta nhìn thấy rằng là trong cái bộ não của ta, cái tín hiệu nó hoạt động có thể là nó sẽ với một cái tần suất cao hơn đấy. Đó, để cấu tạo đúng được cái câu của người ta muốn nói. Tác vụt. À, bây giờ chúng ta có từ Chrysler. Chrysler là một danh từ giống chung đấy. Đó. Thế và ở đây câu hỏi sẽ là các cô gì? Ô tạc. Đó. Thế và ở đây chúng ta sẽ đưa ra một vài cái danh từ giống chung. À, chúng ta sẽ có danh từ gì nào? À, Mister đấy. À, Mr. Mister. À, rồi là Mr. Acno. Hello. Acno đấy. À, rồi là có danh từ gì giống chung nữa nào? Nó. Em có thể nghĩ ra danh từ gì giống chung nào? Mr. Acno. À. Pismo đấy, Pismo. À đó. Pismo. À đấy, đúng không nào? Đó, tất nhiên là khi chúng ta ghép vào câu với lại tính từ thì chúng ta sẽ chọn cái tính từ làm sao cho nó phù hợp. Cà cô em Mr. À, chỗ ngồi như thế nào? Nó với Mr. Chỗ ngồi mới đấy. Cà cô acno, cửa sổ như thế nào? Bán Bán số sổ acno đấy. Cà cô pismo, bức thư như thế nào? Nó với pismo đấy. rồi Nó với pismo. À, thế bây giờ sẽ lấy một cái bức thư màu xanh thì nó sẽ ra cái hình gì nào? À, xí nhì dê. xin À, peace mo xin nhé, peace mo đấy. À, xin nhé, peace mo là vô tư xin nhé, peace mo đấy. À, đó. À, đấy, đó. À, đó có nghĩa là gì? Một cái bức thư có thể là cái phong bì màu xanh đấy. Tạc nó tốt rồi. Và tốt rồi, mê nhiên chi điểm này. À, ở đây thì chúng ta nhìn thấy là nó không thú vị lắm như là cái thìa màu xanh đấy. Đó cũng sẽ có được nhưng mà nó hơi khó hơn. Tạc của à, nó vất tạc của à, đây chúng ta có cái bức thư màu xanh đây. Tạc. À, хорошо. À, đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem một cái định dạng nữa, đó là định dạng kaki. Đấy. Kakoi, kakai, kakoi, y kaki. Kaki nó luôn luôn đi với gì nào? Các danh từ số nhiều. Đấy. Cái danh từ số nhiều nó không quan trọng đó là giống đực hay giống cái hay là giống chung. Nó cứ số nhiều thì nó dùng kaki. Đấy. Đó. À, nó khi mà nói về giống của danh từ thì người ta phân biệt khi mà chúng ở số ít. Đấy. Đó. À, khi mà nó là số nhiều rồi thì là và người ta không để ý đến nó nữa đấy. À, ở đây là dạng kaki. Kaki machine ấy. Kaki dama, dama là đồm, danh từ giống đực đấy. Kaki okna, à, những cửa sổ như thế nào đấy, đó là những danh từ giống chung đấy. Đó. À, thế thì có đuôi kaki. Và khi mà bây giờ chúng ta sẽ lấy một vài cái ví dụ danh từ số nhiều này. À, kaki stalui. Stalui đấy. Những Ừ. cái bàn những cái bàn đấy. Kaki stalia, những cái bàn như thế nào đấy? Kaki stulia, những cái ghế như thế nào đấy? Những cái ghế như thế nào? Thế và gì? À, những cái cửa sổ như thế nào? Kaki okna đấy. Đó. À, kaki okna. À, thế vậy thì đây là những cái danh từ số nhiều. À, muốn muốn ghép nó vào với các tính từ thì các tính từ cũng phải có đuôi số nhiều. Đuôi số nhiều gồm có đuôi ư y. Đuôi ie. À, ie ở ie, ie và đây cũng dạng ie nữa đấy. Đó. À, thế và câu hỏi cũng là kaki ye. Tạc, bây giờ sẽ hỏi kaki sta lưới những cái bàn như thế nào? À, no vi sta lưới những cái bàn mới đấy. Kaki stulia. À, những cái ghế như thế nào? À, bàn xi stulia, những cái ghế to đấy. Kaki okna, những cái cửa sổ như thế nào? Xi nie okna đấy. Đó. À, thế vậy thì nhiệm vụ của mình ở trong cái bảng này là làm cái gì? Cái người học cần cần làm cái gì ở trong cái bảng này? À, người học cần phải nắm được cái gì? À, nắm được cái đuôi biến đổi của tính từ đấy. Đó. À, trước hết là phải nắm được bốn câu hỏi cà côi, cà cai, cà côi, cà kỳ. Sau đó cách biến đổi của tính từ nó vui giống đực, nó vaya giống cái, nó vui giống chung và nó vui là số nhiều đấy. Tương tự như vậy, ban sối bàn xài á, bàn sủi á, bàn xì á, xì nhì, xì nhà á, xì nhì á và xì nhì á. Đấy.
đó, tác vật etikhadasho. Thế vậy thì đó, qua đấy vừa rồi chúng ta đã xem cái phần kiến thức ngữ pháp mà chúng ta cần nắm được trước khi chúng ta quay trở lại cái bài về Saint Petersburg của chúng ta đấy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cái bài Saint Petersburg. Saint Petersburg. Đó. Ở đây chúng ta mới để ý nè. Trong cái phần 1 này chúng ta có câu gì? Petersburg et gore. Gore là một danh từ giống đực, đúng không đấy? Đó. Thế cho nên nó là gì? Đuôi của tính từ là gì? Bắn sói ikrasivi. Đó. Đúng không ạ? Bắn sói ikrasivi. Tạc. Tiếp theo nè. Ôn, ôn là gì? Ôn là danh từ giống đực cho nên là gì? Nhé ô trên starry. Đuôi danh từ giống đực starry. Đấy. This is Novi Prospect. Chúng ta có từ Prospect từ là danh từ số nhiều. Prospect từ đuôi ơi. Thế và Novi ở đây thành là Novi. Novi. Đấy. Đó. Istari Uski Ulitsi. Danh từ Ulitsa khi sang số nhiều là Ulitsi. Thế và có cái đuôi của tính từ là gì? Staruye Uskiye. Staruye Uskiye. Đấy. Tạc. Glavne Ulitsa. Glavne Ulitsa là cái đường phố chính. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy Ulitsa là danh từ giống cái cho nên là có đuôi Glavnaya Ulitsa đấy. Đó. Nevsky Prospect. Prospect là danh từ giống giống đực cho nên là gì? Nevsky. Nevsky đấy. Đuôi ii đấy. Ôn, ôn là danh từ giống đực cho nên là gì? Delinny Isroki. Thấy chưa? Đó. Thế vậy thì ở trong cái ngay trong cái phần 1 này chúng ta thấy rằng là sử dụng rất nhiều những cái tính từ đấy. Và tính từ này chúng ta phải lưu ý đó là cái cách biến đổi với lại giống đực và giống cái đấy bất tạc. Хорошо. Sang phần 2 của chúng ta, sang phần 2 ở đây. Phần 2 thì chúng ta có xem có các tính từ nào. Ruski, đuôi đây đuôi giống đực đấy. Ruski muzei, muzei là danh từ giống đực cho nên là thành Ruski. Sabor là một danh từ giống đực cho nên là gì? Isakievsky. Isakievsky. Đuôi ii đấy. Đó. Gorat là một danh từ giống đực cho nên là gì? Có đuôi Zelionny, danh từ Zelionny đấy. Đó. Zhez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 
Giết nư dê. Danh từ sát, sát là một danh từ dùng được, cho nên đây là có đuôi liết nhì đấy. Đó. Đà. Tiếp theo là siskiye. À, chúng ta có danh từ số nhiều turisti, cho nên có tính từ rasiskiye inastranye đấy. À, đúng không ạ? Đấy. Đó. À, thế vậy thì qua vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau nhắc lại một chút về cái đuôi của tính từ phù hợp với lại số ít, số nhiều, giống đực, giống cái đấy. À, tạc. À, хорошо. À, bây giờ chúng ta sẽ để cái này đây và chúng ta sẽ cùng nhau cùng hỏi trả lời theo cái bài đọc đấy. Так. Петербург. Петербург. Большой город. Да. 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 Петербург. Он большой город. Он большой, да, он большой, да. Он красивый. Да. 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 Он красивый. Он красивый, да? А Петербург старый город. Старый город. Нет. Нет. Петербург он не очень старый, да? Так, какая улица Петербурга главная? Главная. Какая улица Петербурга главная? А, дường phố nào ở Петербург là đường phố chính? Какая улица Петербурга главная? Главная. Да. Улица. Невский проспект, да? А, чем-то все нормально здесь. А, главная. Главная. Улица. Где ты написал? Улица. Дай мне чуть, не? Проспект. А, чем-то это, да? Ха, не знаю, да? А, главная. Да. А, чем-то я muốn biết, phải tắt cái này đi cơ. Đó. Так. Ở đây chúng ta sẽ viết đây là gì nào? À, главная улица. Главная улица. Và sử dụng
Petersburg. Petersburg. À, đấy là Petersburg có đuôi à đấy. À, nó chỉ sự sở hữu và nó ở cách hai đấy. Glavnaya ulitsa Petersburga có nghĩa là gì? Đường phố chính của thành phố Saint Petersburg đấy. À đó, khi mà nó có từ của ai đó thì nó sẽ ở cách hai đấy. Glavnaya ulitsa Petersburga. À, đó là gì nào? Nhất Nevsky. kỳ Nevsky Prospect. Pra Prospect. Prate Nevsky Prate Prospect đấy, Nevsky Prospect. À Nevsky đó, Nevsky Prospect. À, đường phố chính của thành phố Saint Petersburg, Nevsky Prospect đấy. À, tak. À, хорошо. Nevsky Prospect длинный или короткий? Длинный или короткий? Проспект À, длинный. Nevsky Prospect длинный đấy. À, Nevsky Prospect длинный. Так, chúng ta sẽ ghi là длинный. Так, хорошо. Он узкий или широкий? Он узкий или широкий? Он широкий. Он широкий, đấy. Он широкий là nó rất rộng đấy. Какие проспекты и улицы здесь есть? Какие проспекты и улицы здесь есть? À, là gì nào? Ở đây có những cái đại lộ và những cái đường phố nào? Какие проспекты и улицы здесь есть? À, chúng ta trả lời sao? Здесь. Есть. Новые À, новые. проспекты À, проспекты. и старые À, старые. И узкие. узкие Улицы. улицы Улицы, да? А, здесь есть новые проспекты и старые узкие улицы, да? À, так, хорошо. À, chúng ta sẽ cùng nhau xem câu hỏi thứ 8. Какие музеи Петербурга вы знаете? Какие музеи Петербурга вы знаете? Я знаю. Я знаю. À, я знаю, Зина. À, Зина. À, Эрмитаж. Эрмитаж. Viện bảo tàng Эрмитаж, đấy. Sau đó là gì? Музей. Русский музей, đấy. Русский музей. И И gì nào? Исаакиевский, đấy. Аскиевский. Исаакиевский. Собор, đấy. Собор. Собор, đấy. Исаакиевский собор, да. Эрмитаж, Русский музей и Исаакиевский собор, đấy. Đó. Tất nhiên là đây là cái nội dung ở trong bài thôi, nó rất là chắt lọc, nó rất là ít đấy. Cho nên chúng ta chỉ nói như vậy thôi. Так, Петербург, зелёный город. Зелёный город. Нет. Нет. Нет, он не зелёный город. Не очень, да? Не Не очень. очень зелёный, да? Не Не очень зелёный город, да? Không phải xanh lắm. À, không. Đấy, đấy, đấy. Không được xanh lắm, ý nó là cũng có cây nhưng mà ít thôi đấy. Nếu mà nhau Ấy, chim đấy. thì nó là không xanh, Đấy, còn đấy. đây là nhau chim thì nó cũng không xanh lắm, tức là Đấy, vẫn đấy, có đấy, hai đấy. này. Да. Так и есть, да. А вот и какие известные сады и парки вы знаете? Какие известные сады и парки вы знаете? А какие? А какие сады и парки? Да. А chúng ta chỉ có thể chúng ta biết là gì nào? Chúng ta chỉ biết đây là qua bài là gì? À, yes, liệt nhi sát, Nét liệt nhi sát, nhì nhát sát y mao Marsover Polia đấy, Marsover Polia pole đấy, à đó, Marsover Polia chứ mình cũng chỉ biết cái khu vực đó nó gọi là Marsover Polia thế thôi, chứ mình còn không biết, mình cũng chỉ biết đó là gì, à đó là một cái công viên đấy, có công viên cổ, à và cái công viên cổ này chứ nó được xây dựng cùng cái thời kỳ mà thành lập ra cái thành phố này, và trước đây nó thường dùng là để làm cái nơi luyện tập binh lính đấy, à đó, rồi là gì, lễ duyệt binh các thứ này khác của Nga Hoàng họ tổ chức đấy, đó, Marsevopolia. Tác vụt. À, значит, vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau là ôn lại một chút về cái thành phố Saint Petersburg đấy. Do là cái kiến thức này nó cũng không đến mức độ quan trọng lắm, cho nên là mình cũng không bắt bạn phải kể lại đấy cái bài này. Nhưng mà bạn có thể là thỉnh thoảng dở ra đọc lại cái bài này một chút.
để chúng ta làm cái gì nào, chúng ta rèn luyện cho cái bộ óc chúng ta có cách tư duy đấy, cách tư duy theo cái cách nói tiếng Nga đấy đó. Thì càng chúng ta càng đọc nhiều những cái bài đọc tiếng Nga thì càng tốt, bởi vì sao, là nó rèn cho cái bộ óc mình, nó hình thành cái lối tư duy của người Nga trong khi nói đấy đó. Так хорошо, да? Да. А, хорошо. Так, хорошо. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sẽ làm một bài tập ngắn ngắn đấy. Bài tập ngắn ngắn này nó rèn luyện cho chúng ta cái cách trả lời phủ định đấy, trả lời phủ định. Đó. Tất cả những cái bài luyện tập nó có cái ý nghĩa là gì? Nó tạo cho cái bộ óc của chúng ta cái lối tư duy theo cái cách nói diễn đạt đấy của người Nga. Chúng ta nhìn thấy đây có một cái nhà đấy. Một cái nhà vừa bé mà trông rất giống cái nhà kho đấy. Đó. Người ta lại hỏi chúng ta это большой дом. Это большой дом. Большой дом. Chúng ta phải trả lời phủ định. Нет. Это маленький. Маленький дом. Это маленький дом. Đấy. Это большой дом. Нет, это маленький дом. Так, хорошо. Chúng ta có câu hỏi. Это новая машина. Нет. Нет. Это старый машина. Это старая. Đấy. А что? Да, старая. Да, да. Это старая машина. Đấy. Это старая машина. Cái việc mà chúng ta chưa nói được đúng là rất đơn giản thôi, bởi vì sao, là cái đầu chúng ta chưa quen với cái lối tư duy đó đấy. Anh chưa đấy đó. Так, câu hỏi tiếp theo. Это длинное письмо. Длинное письмо. Нет. Нет. Это короткое. Это короткое письмо. Да. Нет. Это короткое письмо. Да. Это короткое письмо. Так, хорошо. Hỏi tiếp. Это широкие джинсы. Джинсы là cái quần bò đấy. Джинсы. Джинсы đấy. Đó. Это широкие джинсы. Нет. Нет. Это ngược lại của широкие là gì nào? Is узкие. Это узкие джинсы, да? Это узкие джинсы. Узкие джинсы. Так, это красивый город. Это красивый город. Нет. Нет. Это. Нет. Это некрасивый. Это некрасивый город, да? Красивый ngược lại là gì? Некрасивый. Это некрасивый город, да? Nếu như mà trước đây chúng ta thấy những cái thành phố nào có nhiều ống khói nhà máy thì thấy tự hào lắm. Thế nhưng mà bây giờ thì lại ngược lại đấy. Càng có nhiều ống khói thì là càng bẩn đấy. Đó, bây giờ thì chúng ta mới hiểu ra. Đấy, bây giờ chúng ta mới hiểu ra. Trước đây cha ông chúng ta thì là gì? Là chỉ bây giờ ra đó cơ bản toàn đổ dồn nhà máy về Việt Nam. Đó, trước đây cha ông chúng ta là tự hào khi mà gì? Ống khói nhà máy cao ngút trời đấy. Đó, các cụ tự hào lắm đúng không đấy? Các cụ tự hào. Thế mà bây giờ chúng ta thấy là gì? Ôi bẩn của mẹ đi. Đấy, xin lỗi như thế. Là gì? Ô nhiễm môi trường đúng không? Đấy, ô nhiễm môi trường. Đó. Tạc một. Được nghe tiếng kẽng của nhà máy đánh thì vinh dự lắm. Được làm trong nhà máy mà có như công xưởng lớn đánh kẽng để nghỉ trưa thì sung lắm. Nhưng bây giờ ghét lắm. Thực chất ra thì mình không được biết cái khái niệm đó, bởi vì là cái thành phố nơi mình sống nó không có nhà máy đấy. Không có nhà máy. Chưa, Hà Nội có những nhà máy dày thầy, nhà máy dày thường đỉnh nha. Những nhà máy lớn thì nó ở trung tâm thành phố thì nó đông quá, nó phải gõ kẻng để giờ nghỉ trưa bây giờ tan tầm. Dày. Nhà máy dày nhất. Bây giờ sợ rồi, nhà máy đấy ô nhiễm quá. Ô nhiễm đấy. Hoặc là nhà máy bóng đèn phích nước dạng đông chẳng hạn đấy. Bóng đèn phích nước dạng đông. Mình còn nhớ khi còn bé mình rất nhớ cái tập hợp từ là nhà máy bóng đèn phích nước dạng đông. Đấy. Bóng đèn và phích nước. Nhà máy chỉ sản xuất riêng chỉ có bóng đèn và phích nước thôi đúng không? Đấy. Đó. Thế vừa rồi là có cái vụ gì bị do gì thủy ngân gì đấy đấy. Cháy kho thủy ngân gì đấy là lại thấy loạn cả lên. Так, ну понятно. Вот. Теперь получается, что bây giờ hóa ra là gì, cứ có những nhà máy trong thành phố đó là cái nỗi lo lắng của người dân đấy. Đó, người ta bây giờ người ta quan tâm đến cuộc sống sạch sẽ hơn. Ta khá sợ ạ. Это интересная книга. Это интересная книга. Нет. Нет. Это
nó nhé không nhẹ xuê ries này à. nhẹ Đấy à, đó chúng ta dùng cái tiểu từ nhẹ lắp vào đầu thôi đấy. Это nhiên chi ries này cái gì đấy. Это большой дом. Это большой дом. Нет. Нет. Маленький дом. Это маленький. А, это маленький дом. Нет, это маленький дом, да? Это маленький дом. Вот так вот. Так, хорошо. Так. А, это маленькие автобусы. Это маленькие Нет. автобусы. Нет, это большие. Это большие, да? Большие. Большие. Это большие автобусы. Да? Это большие автобусы. А, ngược lại là gì? Это большие автобусы. Так, хорошо. Так. À, đó thì vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau học được một chút về những cái gọi là gì nhỉ? À, đó là cái biến đổi. Cái biến đổi của tính từ, đúng không ạ? Cái biến đổi của tính từ. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một chút về các mẫu câu. À, các mẫu câu này là những mẫu câu giao tiếp, nó là cái thuộc diện nó gọi là chuẩn mực giao tiếp đấy. Những cái mẫu câu thông thường là cái chuẩn mực giao tiếp đó. À, ví dụ đây chúng ta nhìn thấy đây là gì nào, có một cô gái với lại một người đàn ông ngồi ở trong một cái quán cà phê đấy. À, thế cô gái mới hỏi извините я хочу спросить, xin lỗi tôi muốn hỏi đấy, извините я хочу спросить, это малый театр, đây là nhà hát nhỏ à đấy. À, Moscow nó có nhà hát lớn, nhà hát nhỏ đấy đó. À, это малый театр. Chúng ta nhìn thấy là cái từ малый, малый thậm chí người ta viết hoa đấy. À, bởi vì sao? Đó là cái tên riêng. Малый. Малый là nhà hát nhỏ đấy. Малый театр. Đó là cái tên. À, em nói sao? Малый là tên riêng của nhà hát này đấy. À, đúng rồi. À, đấy là tên riêng của nhà hát này đấy. Nó ngược lại với cái từ gì? Большой театр. Большой театр là nhà hát lớn đấy. Chúng ta gọi là nhà hát lớn. Малый театр là nhà hát nhỏ đấy. Извините. Я хочу спросить, cái mẫu câu đấy, khi chúng ta muốn hỏi ai thì chúng ta sẽ nói извините, я хочу спросить, à, я хочу спросить đấy, à, tôi muốn hỏi đấy, à, ta hỏi cái gì thì lúc đó chúng ta hỏi đấy, đó. Thế và cái người đàn ông trả lời, nếu mà biết thì chúng ta trả lời да, это малый театр đấy, hoặc là nếu không biết thì người ta sẽ nói là gì nào, к сожалению, à, rất tiếc đấy, rất tiếc là я не знаю, rất tiếc là tôi không biết. Я иностранец. Иностранец. Иностранец là tôi là người nước ngoài đấy. Иностранец, tôi là người nước ngoài. Đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta cần phải học cái gì ở trong này? Học cái mẫu câu này. Извините, я хочу спросить, đấy, я хочу спросить. Đó. À, và câu trả lời, к сожалению, я не знаю. Я иностранец, đấy. Đó. À, đó là cái mẫu câu gì? Nó thuộc cái chuẩn mực giao tiếp em hiểu chưa? Đấy. Nó thuộc cái chuẩn thầy, mực giao tiếp. Cái hỏi này Sparasit này thì có khác với cả Sparasuvayet Sparasuvayet cái động từ Sparasuvayet đó là động từ thể chưa hoàn thành đấy. Động từ Sparasit là động từ thể hoàn thành anh chị đấy. Chúng ta biết rằng trong tiếng Nga là động từ đi theo cặp. Động từ Sparasuvayet nó chỉ cái hành động xảy ra nhiều lần. Động từ Sparasit nó chỉ cái hành động xảy ra một lần đấy. Đó. Vậy thì cái cô gái này chỉ muốn hỏi một câu thôi đấy, muốn hỏi một câu thôi. Đó. Я хочу спросить. Đấy. Đó. À, và cái mẫu câu chuẩn để trả lời là gì? К сожалению, к сожалению. Đấy. Đó. À, я иностранец. Tiếp theo. Tiếp theo. Cũng là vẫn là cái cô gái đó đấy, vẫn là cái cô gái đó và cái chàng trai đó. Thế chàng trai thấy cô gái bắt chuyện thì anh ta mới mời cô uống cà phê. Вы хотите кофе? Вы хотите кофе? À, cô có muốn uống cà phê không? Cô gái trả lời sao? Спасибо, с удовольствием. С удовольствием. Đấy, tôi sẽ rất vui lòng đấy, tôi sẽ rất vui lòng đấy. Đấy. À, thế trong trường hợp này người ta không nói là gì? Đá khai chú đấy. Đá khai chú là chúng ta nói ở nhà thôi đấy. Ở nhà. À, chồng hỏi vợ bảo là em muốn uống cà phê không? À, vợ có thể trả lời đá khai chú đấy. Thế còn nếu mà gì? Cái phép lịch sự gì của những người mà người ta đang làm quen với nhau hoặc là của những người không quen biết thì người ta sẽ nói là gì? Да я с большим удовольствием đấy. À, tôi sẽ rất vui lòng nếu mà được mời cà phê đấy. Вы хотите кофе? À, đó. Да, с удовольствием. Vậy thì đây là những cái mẫu câu chuẩn mực giao tiếp em hiểu chưa đấy? À, chúng ta sẽ lấy nó như là một cái mẫu và khi chúng ta muốn hỏi gì chúng ta phải nói đấy. Извините, я хочу вас спросить. À, xin lỗi tôi muốn hỏi ông đấy. Xin lỗi tôi muốn hỏi bà đấy. Đó. Thế nhưng nếu người ta hỏi mình,
mà mình không biết thì chúng ta sẽ trả lời sao? К сожалению, à rất tiếc rằng, я не знаю, я иностранец, đấy. À đó, ví dụ vậy. Так. À đối với người Việt Nam chúng ta, nhất là những cái người mà hiện nay đang tự học tiếng Nga hoặc là mới học tiếng Nga đấy. À đó. À khi muốn hỏi gì thì cứ hỏi bừa đi. À bây giờ muốn đến hỏi là gì? À gọi là hiệu thuốc ở đâu? À đến mà nói luôn. Где аптека? Đấy. Đó. À câu hỏi vừa chống không mà là vừa gì, bởi vì sao người ta không biết những cái chuẩn mực. Cái chuẩn mực là gì? Phải nói đầu tiên là gì? Извините, я хочу спросить, đấy. Извините, я хочу спросить, где тут аптека? Đấy. Где тут аптека? Аптека là à, hiệu thuốc đấy. À có từ аптека. 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 Áp chiếc đấy, áp chiếc cái này biết rồi, sau này kia thì nhìn thấy hàng ngày. À đây à thì biết là phải nhìn thấy thường xuyên đúng không? Áp chiếc cả, áp chiếc cả. À cái gì tốt áp chiếc cả, cái gì tốt magazine đấy. À cái gì tốt áp chiếc cả, cái gì tốt magazine. À em sống ở bên đó được thời gian bao lâu nhỉ? Em hoạt động bên đấy 3 năm rồi, nhưng mà mỗi năm em sang được vài tháng thôi. À mỗi năm chỉ sang vài tháng để gọi là làm quen thôi đúng không? Đấy, làm quen cái môi trường ngôn ngữ đấy. Tất nhiên là chuyện công tác là chuyện riêng rồi, mình không nói rồi. Nhưng mà mình muốn nói là cái về cái mặt tiếng Nga ấy đấy. À mỗi năm được sang được khoảng 1-2 khi khoảng 3 tháng đúng không? Đấy. Đấy. Đà, đó, trong 3 tháng đó mà nếu mà ngôn ngữ tiếng Nga của mình tốt thì mình sẽ biết được rất nhiều. Thì cái thông tin nó sẽ nhiều gấp bội luôn, đấy. Đó. Vâng. Lần này em đố giờ đến Tết ở đây thì học xong thì phải đỗ học tốt với thầy, sang năm em phải ở đấy khoảng độ 6 đến 8 tháng. À, đã. Theo kế hoạch kinh doanh. Đã, это очень хорошо. Như vậy là tiếng Nga của mình tốt rồi thì như vậy là mình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Да, хорошо. Đó, thế và ở đây là cái câu tiếp theo là gì nào? À, вы хотите кофе? Кофе, чай. Người ta có thể hỏi ngắn gọn đấy. Вам кофе или чай? À. Hoặc là gì? Người ta nói вам кофе предложить? Вам кофе предложить? Đấy. À. À, tôi muốn mời cô cà phê chẳng hạn đấy. À vam cà phê đấy. Vam cà phê. À vam cà phê đấy. Ili chai. Vam cà phê ili chai đấy. Một ly chai. Đấy. Thì lúc đó người ta sẽ nói là gì? À кофе, пожалуйста, đấy. Кофе. À кофе. À пожалуйста, đấy. Пожалуйста, đấy. Đó. Кофе, пожалуйста. Hoặc là чай, если можно, đấy. Чай. À чай. Если можно, đấy. Чай, если можно. À, nếu có thể được thì cho tôi uống trà, đấy. Чай, если можно. Đó là những cái câu mà có tính chất xã giao, đấy, rất là xã giao và nó không cộc lốc, đấy, không cộc lốc và nó không phải là nó nôm na đấy, quá, đấy. Đó. Вам кофе или чай? Кофе, пожалуйста. Чай, если можно, đấy. Да. Вот так вот, đấy. À, так. Và có cái câu с удовольствием, đấy. С удовольствием. К сожалению, đó là những cái tập hợp từ nó hơi khó nói một chút, chúng ta phải nói đi nói lại nhiều cho nó quen đấy. À, хорошо, đấy. À, так. À, хорошо. Tiếp theo nào. À, tiếp theo chúng ta sẽ có động từ khai triển. Khai triển. À, khai triển là muốn đấy. À, khai triển. À, động từ khai triển là muốn. Так. À, động từ khai triển chia như thế nào? À, động từ khai triển nó chia khá thú vị. À, đặt sau động từ khai triển người ta không ghi là số 1 hay số 2 đấy. Bởi vì sao? À, động từ khai triển ở cái phần phần 1 nó chia là theo nhóm 1 đấy. Đó. Thế còn phần 2 nó chia theo nhóm 2. Đó. À đó. À ba ngôi số ít chia theo nhóm 1, ba ngôi số nhiều nó chia theo nhóm 2. Đó. Я хочу. Я хочу. Да. Ты хочешь. Ты хочешь. Он хочет. Он хочет. Мы хотим. Вы хотите. Они хотят, да? Они хотят. Đó. À nếu như em nhớ thì chúng ta đã chia cái động từ này một lần rồi đấy. Đấy. À, chia cái động từ bởi vì sao là động từ này chia khá ngộ nghĩnh cho nên là gì? À thông thường mình hay giới thiệu với các bạn trước những cái động từ này. Так. À хорошо. Và ở đây sau động từ khai triển nó có cái gì đặc biệt? À sau động từ khai triển thì nó sẽ cộng với động từ thể nguyên thể đấy. À, khai triển cộng với infinitive đấy. Infinitive. Đó, khai chết cộng với infinitive. D'accord. À chúng ta sẽ để cái này ở đây đấy. Đó. Đó. À thế thì ở đây chúng ta đã họ cho chúng ta một cái ví dụ. Они хотят, họ đang muốn, họ muốn làm gì đây? Yes, họ đang muốn ăn đấy. Họ đang muốn ăn. Так. À động từ yes, động từ yes đấy. Đó. À thế và ngoài cái động từ khai chết này ra nó còn có cái động từ khác nữa. À đó là động từ much.
Ở một đây người ta không ghi đấy, người ta không ghi. À, động từ ya khai chủ đây là động từ khai triển đấy, khai triển. Thế và nó chia là ya một khai chủ đấy, ya khai chủ. À, động từ thứ hai đó là động từ một, một, một một à, một một à đó. Động từ một là một động từ chia cũng khá đặc biệt đấy, một một có nghĩa là có thể, tôi có có thể. Thế và đằng thể sau nó cũng cộng với, chúng ta nhìn thấy là cộng với infinitive đấy đó. À, đằng sau cái tập hợp với lại most hoặc là khai triển đấy, nó cũng cộng với infinitive đúng không nào, đấy đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ ghi thêm cái thông tin vào đây đấy đó, tác vụ. À, thế bây giờ chúng ta để có thể làm việc được với cái động từ này, chúng ta sẽ phải chia cái động từ most này đấy. À, most most là có thể, ví dụ tôi có thể học, tôi có thể nói chuyện, tôi có thể hát, tôi có thể đàn đấy đó. Ya magu đấy, Magu tươi tưới Moses, mô tìm Moses đấy, ôn ốn mô dệt Moses đã ôn Moses mới mới chém Moses chém với vừa mô dít chén Moses à anh Moses anh mô rút anh mô gụt anh mô gụt mô đấy. phụt À đó, à đó là động từ một, động từ một. À thế vậy thì để làm gì? À, để có thể nhớ được chúng ta phải làm sao, chúng ta phải đọc nó nhiều lần đấy. Yamagu ti nhé mo cố son tìm mo một rệt mi mo rệt với mo rệt trẻ anh mo gụt đấy đó. Và nhớ là sau đó chúng ta sẽ cộng với một động từ nguyên thể đấy đó. À thế bây giờ ngoài hai cái động từ kha chiết và mốt này, chúng ta còn có thể sử dụng một cái cấu trúc câu mới với lại từ đôn rèn. Đôn rèn là cái đôn gì, đôn rèn là cái gì đấy, đôn đôn rèn rèn là một dạng tính từ ngắn đuôi đấy. À, chúng ta sẽ ghi đây là đốn gen đấy, Ôn rèn đốn gen. À, tác đa là à đi với giống đa cái đấy, đa là đi với số rèn nhiều đấy, đốn gen đa là à đó, đốn gen đa là đấy. À, chúng ta sẽ để nó vào đây nhé đó. À, để nó vào đây cho nó cao cao lên tí dễ nhìn đấy đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì nào? À, ở đây chúng ta thấy là cái cái tính từ ngắn đuôi đồn dần, tính từ ngắn đuôi đồn dần sử dụng cũng có thể là ở đằng sau là một cái infinitive đấy, cũng có thể cộng với một cái tính từ cộng với động từ nguyên thể đấy. Yeah, đồn dần tôi cần phải, đồn dần là cần phải, tôi cần phải đấy. À, tôi cần phải làm gì đó. Yeah, đồn dần uchitsa tôi cần phải học đấy. Yeah, đồn dần adikhat à tôi cần phải nghỉ ngơi đấy đó. Thế và cái điều thú vị là gì, là cái tính từ ngắn đuôi dogen này nó đi với, nó biến đổi theo giống đấy. À, nếu giống được thì là dogen, giống cái does not, giống giống chung does no, và số nhiều là does này đấy, does này đó. Thế vậy thì qua qua đây vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học xong một cái cấu trúc là gì, đó là cấu trúc với động từ khai triết và động từ một. À, ngoài ra chúng ta có thể sử dụng với là tính từ ngắn đuôi đồn rèn đà ná đấy đó, tác vụ. À, chi tiết là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái ví dụ với động từ khai triển đấy. À, ставьте глагол khai triển в нужной форме. À, hãy chia động từ khai triển ở trong cái định dạng cần thiết. Друзья, что вы gì nào? À, что вы хотите Khá đấy. À, что вы хотите, thì chúng ta sẽ ghi chít là хотите купить купить đấy. chè À, что вы хотите купить. À, chúng ta không Rú nhìn thấy ở đây tạc ở đây đấy, gì что вы хотите купить, Rú tạc что вы хотите купить, tạc хорошо, мы Mới khá chìm мы хотим đấy, мы Rú хотим Phê купить сувениры đấy, мы хотим купить сувениры, tạc очень хорошо. Tôm Cái tươi gì phụ smart televisor tươi Tôm tươi khá khá chứ khó Khô chết tôm thì khó chứ smart televisor đấy, tôi khó chứ tươi khó chứ smart televisor đấy. Nhiệt nhé, nhiệt Khá chứ nhé, nhiệt như khách chủ, Khá chủ nhiệt như khách chủ đấy. À, yes gì Quá nào, Nhiệt khách chủ, À dạ đúng rồi Nhiệt khách chủ. Nhiệt khá chủ À, chít tạch đấy, không tôi không muốn xem tivi, nhiệt như khai chủ, giờ khai chủ chít tạch đấy, giờ khai chủ chít tạch. Tạ Ivan Petrovich Ivan Petrovich với Khá Chít Chế
À, kha chỉ chia yes. Yes. Với kha chỉ chia yes có nghĩa là gì? Ông có muốn Yes. ăn không? Đấy. Ông có muốn ăn không? Yes, Yes. possible. Nhé. Nhé, khá chủ. Nhé khai chủ. Nhé nhé khai chủ. Đấy. Sto vui. Tôi với khá Дело chị chế. сейчас. Kha chỉ Yel. chia. Дело Là. сейчас. Sto vui kha Chị chỉ chia. Дело сейчас. À. chế. Mây khai chim. Mới khá chim. Mây khai Gulia. chim. Gulyak Mới đấy. khá chim. Mới Gulia. khá chim gulyak đấy. Chim. Mới khá chim gulyak. À Chị đó. Thì vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau luyện tập xong cái động từ khai triển. À lẽ dĩ nhiên là nếu chúng ta muốn sử dụng nó tốt thì chúng ta nên đọc cái cách chia nó nhiều lần đấy. Yê khá chù tí khổ chứ chú xôn thì khổ khổ chứ mới khai chứ khổ chì mới khai chì chè như khai chặt. Đấy. Tương tự như vậy à, với động từ mốt cũng vậy đấy. À, đọc nhiều lần. Ta khá sổ. À sang tiếp đây. À chúng ta sẽ à, thấy cái cấu trúc yeah khai chủ cộng yes với các động từ này đấy. yes Chúng ta có động từ yes, yes pit, pit spark, chita, spark cupid, chita smatrit cupid đấy. Động từ smatrit mặt chili mặt vì giờ chúng ta biết chia rồi. Yeah gì nào? Yeah Yeah, smatriu tươi. smatter Tươi smotrish. Tươi motorist smotrish on. On motorist smotrit mới. motorim Mới smotrim với motorist à với smotri chứ à motorien anh ấy smotri đấy à yeah tư smotri đấy à, chúng ta cứ viết đấy à tư smotri on smotri à motorist đấy à mới với smotrim trẻ à với với smotri chứ à anh ấy anh một anh ấy smotri đấy anh ấy smotri tá vượt. À đó là động từ smatrit đấy, động từ smatrit. À ta show bây giờ chúng ta sẽ có động từ cupid. Động từ cupid là động từ thể hoàn thành. mua cục Ya cupliu. ya Ya cupliu tươi. cục Cupis. liu tươi Tươi cupis on. cupis On cupid mới. cupis mới Mới cupis cupim với với cupiche. cupis À anh ý. À cupia cupiat đấy anh như cupiat tak ya cupliu ty cupis on cupit mười cupim với cupiche anh như cupiat đấy tak à хорошо à bây giờ có động từ chita động gì chita thì dễ rồi đây chúng ta biết chia rồi ya chita yu yeah. từ Tôi chita yes vân vân đấy thôi chúng ta bỏ qua tak bây giờ chúng ta có động từ spat spat à spat ya hát thế à à spat là ngủ ạ là cô ngủ ngủ đấy spat là ngủ. Yeah, tôi ngủ này. là Yes, cô blue. Yes, blue. Đấy. yes Yes, blue, blue. Yes, blue blue. Tươi. yeah À, blue tươi speech. tourist fish On. on À, speed speed. Mới. mới À, speed spim. Với. Speech. speed À, anh ý. Speed. Đấy. Anh ý speed. yeah Yes, blue, tươi speech. On speed. Mới spim với speech. Anh ý speed. Đấy. Đó. À đó là động từ ngủ. À bây giờ nói là cậu có muốn ngủ không? Tì khô chứ spa. Tì khô chứ spa. À cậu có muốn đi ngủ không? Yeah. À tì khô chứ spa. À thế trả lời tớ đang ngủ rồi đây. Yes blue, yes blue Yes, đấy. Yes please. blue tớ còn đang ngủ rồi đây. Đấy. À bây giờ chúng ta có động từ pit. 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 Là uống. Pit là uống đấy. Pit. Yeah. Yeah, Yeah piu. blue tươi. Tới Tươi piu pios đấy hả tươi piu. pios on Ốn on pios piu on pios đấy on ốt. pios mới 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 piu pios ốm. với à Piu với pios chứ anh à anh ấy pios đấy anh ấy pios piu anh ấy pios à đó à động từ pit là uống và à, thông thường ấy là ví dụ như nói à, uống thì người Nga người ta rất hay uống rượu cho nên là cái từ này khi người ta hỏi on pios anh ấy có uống rượu không on piot đấy à, à hoặc là người ta hỏi hỏi em có thể hỏi em đấy từ pios từ pios cậu có uống rượu không đấy từ pios ở đây nó không mặc dù không có từ rượu đấy à nếu mà đi em đi làm bây giờ em đi phỏng vấn đấy em đi phỏng vấn để vào nhà máy đấy à, làm việc chẳng hạn à, thì người ta hỏi em một câu từ kuris cậu hút thuốc không đấy yêu như cua điều à từ pios cậu có uống rượu không đấy cậu uống rượu không nhét yeah, tốt như biểu đấy đó đại khái là như vậy à đó
ta khác sau với chúng ta có từ yes. Yes. Từ yes. À, động từ yes là ăn đấy. Yes. À. Yes. Động từ yes chúng ta cũng biết là cái cách chia của nó rồi đấy, nhưng chia lại. Ta. Ya. Ya em. Ya yem. Yem đấy. Ya yem. Tươi. Tươi. Yes. Tươi yes. On. On. Yes. 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 Đấy. Mới. Mới. Mới yê dìm. Mới yê dì chê. Và à nhí. Y đút. À nhí yê dạ. À nhí yê dạ. À nhí yê dạ. Đó. Và họ ăn đấy. À nhí yê dạ. Đó. À thì vậy thì đó là cái cách sử dụng từ yes. Yes thì có thể là gì? À yes rís. Yes khliếp. À tôi ăn cơm hàng ngày. Tôi ăn cơm hàng ngày. Đấy. À bây giờ nói câu tôi ăn cơm hàng ngày. Ya ya yem em rice yem rice đấy à каждый день đấy đấy каждый день tôi ăn cơm hàng ngày đấy à, hôm nay tôi ăn mì ống hôm nay tôi ăn mì ống каждый день сегодня я я ем à đấy макароны à mì ống đấy макароны là mì ống đấy. À, сегодня ем макароны, đấy. Сегодня ем макароны. À, đấy. Đó. À, макароны, ý nói rằng là cái mì mì sợi to của ý đấy. Макароны, đó. À. Так, сегодня ем макароны. À, chúng tôi ăn bánh mì với bơ vào buổi sáng. À, мы едим. Мы едим. Хлеб. Хлеб. С маслом. С маслом. Đấy. По утрам. Паутрам. À đó. À em học được cái cấu trúc câu là gì? Паутрам là hàng buổi sáng đấy. Cứ vào buổi sáng đấy. Cứ vào buổi sáng. Паутрам, паутрам. À đấy. À đấy. Hàng ngày. Hàng ngày là каждый день. Каждый день là hàng ngày. Каждый день đấy. Каждый день. À. Каждый день là hàng ngày. À hàng ngày hàng giờ nè, hàng giờ. À каждый час. Каждый час là hàng giờ đấy. Каждый час. À каждый час. À, à hàng phút nữa, từng phút nữa. Каждая, каждая минута. Каждая минута дорога, дорога. À đó là gì nào? Từng phút một cũng quý đấy. Từng phút một cũng quý, nghe chưa? À ví dụ như là bây giờ cấp cứu bệnh nhân chẳng hạn đấy thì là gì? Каждая минута дорога đấy. Đấy, à đó. À каждая секунда. Каждая секунда. À, từng giây một. Каждый секунда. Каждый секунда. À hàng năm nào. Каждый год. Каждый год. Đấy. Каждый год. À rồi là gì? Hàng tháng nào. Каждый месяц. Каждый месяц. Đấy. Hàng tuần nào. À каждую неделю. Каждая неделя. À đó, đó là cái cách mà chúng ta học từ mới đấy. Học một từ mới thì chúng ta phải biết ghép vào tất cả những cái à, với những cái cấu trúc câu để tạo thành một cái tập hợp từ đấy. À каждый, каждый час, каждый день, каждая минута, каждая секунда, каждый год, каждый месяц, каждая неделя đấy. Đó. À thế vậy thì cái nội dung chính của bài ngày hôm nay của chúng ta là gì? À đó là chúng ta làm việc với tính từ đấy. À chúng ta làm việc với tính từ. Đó, à đó, đây là câu hỏi chúng ta làm việc với tính từ. Chúng ta phải nắm được đó là gì? Các cối, các cài á, các cối, các kia đấy. Và cái cách biến đổi của tính từ новый большой синий, новая большая синяя đấy. À khi nói một tính từ giống cái thì chúng ta phải biết nó nói luôn новая большая синяя đấy. Giống chung sẽ là новый большой синий vân vân đấy. Đó, tương đương số nhiều là gì đấy? Đó. À cái thứ hai chúng ta cần nắm được đó là gì? À đó là cái cấu trúc câu. Cấu trúc câu của chúng ta với à, cấu trúc хочу, могу, должен đấy cộng với infinitive. Так хорошо, đấy. Yes, nè, đấy. Em có nghe thấy không? À. À, так хорошо, đấy. Đó. Thế vậy thì à, nội dung của bài chúng ta là như vậy. À, bài chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. Đấy. Да. Спасибо. Да. À, хорошо. À, спасибо. Như vậy chúng ta hẹn gặp nhau vào à, thứ bảy đúng không ạ? Đấy. À, cảm ơn em và chúc em mạnh khỏe. Так, до свидания, пока. До свидания.